Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thôn Đán Dầu nhá. Hôm nay là có chương trình gói bánh chưng cho người nghèo, cho bà con ở trên Đán Dầu ấy. Thì sáng nay thì mình với cả anh Thắng với cả bạn Phong đi lên đây là từ lúc 5 giờ rồi. Mấy anh em vừa căng phông ở trên đấy. Xong bây giờ là đi xuống đây để mà thịt lợn nhá. Thịt lợn để lấy thịt làm nhân bánh chưng. Hôm nay em mổ nhà anh Hồng này. Đâu con lợn đâu rồi? Đây à? Con này bao nhiêu cân đấy anh xí? 51 cân con này à? 51 cân con này. Tí để thịt lợn để mà gói bánh chưng nhá. Hôm nay là chương trình gói bánh chưng cho bà con ở trên Đán Dầu này. Bắt đi. Cười gì? Lợn Tết nhá. Lợn Tết. Bên kia còn mấy con bé bé nhỉ? Nào, lên. 5-7 con. Đấy. Nó chạy mất đấy. Ô, nó mất chạy mất là mất ăn đấy. Vừa Đán Dầu hai chú à? Vâng ạ. Đi lúc mấy giờ rồi? Đi lúc như hơn 7 giờ. Cái xe máy này của ai đây? Của em. À, xe máy để dưới này à? Vâng ạ. Xá rú xuống chưa? Đâu nó đi bệnh viện rồi. Đi bệnh viện rồi á? Cho con đưa con nó lên bệnh viện, đưa nó lên bệnh viện. À. Con bị sao? Con xá bị sao? Con xá bị chó cắn. Chó cắn á? Ừ. À, chó cắn phải đi tiêm đấy. Ừ, vâng. Ừ. Đi tiêm nó phải đi viện. Nó lấy đi viện rồi gì? Ừ, vâng. Đi được 2 ngày rồi, hôm nay được 2 ngày rồi. Cắt tổ? Dạ. Con này không béo mấy đâu nhỉ? Nhìn thì béo mà bình thường thôi. Lợn này nó vỗ thế. Kiểu nó không cái. Ừ. Có một con bên kia. Cái chẳng biết đi lấy thịt nào đi làm nhân bánh chưng. Thịt thịt mông à? Mông với ba chỉ các kiểu là được ba chỉ mới ngon. Ừ. Ờ nhỉ, không có mớ đâu. Ờ con này nhìn nó béo nhưng mà sao mới mới chẳng có mớ đâu. Đầu lợn thui à. Để nó xuống luôn đi mà. Nó xuống được mà. Đấy. Cho cháy hết lông đi. Cái này lật được á? Lật bên này cho. Đấy đấy. Lật bên bên cạnh này cho nhiều lông quá. Đói. Vàng rồi nhờ. Tí ra cạo sạch văn nữa là ok. Thui luôn cả chân luôn. Rút sườn à? Rút sườn.
rất sườn là được nhiều thịt hơn. Thịt lợn này mà không biết lọc nó không thành miếng đâu nhá nhờ. Lọc xương đùi ra đây này. Cái này thì... trước có một ông cắt tứ tung, về sau đi bán nó thành như kiểu là thịt vụn này. Có bài đấy, coi là mình không có thì mình cứ cắt thôi. Không, cái này là anh làm đây là ok rồi. Em nhìn ra biết ngay. Sạch quá thì cũng nhớ lại không có xương. Họ đi cắt bán cái họ lọc kiểu chuyên nghiệp lắm. Lần này đấy bây giờ 450 cân này khoảng bao tiền cân này? Tâm. Anh không biết được. Không nắm được á? Đấy, anh san kia. Không rõ. Khoảng 40 cân là bao tiền đấy? Đen này này. Nó có mô còn loại lông dài đẹp 101 đấy. 101 cơ. Loại trên tạ thì chắc nó khoảng 90 thôi nhỉ? Đến đâu? 8590 thôi. 80, 80 cũng không được. Ngon nhỉ? Ngon không? Ăn đi. Lợn trong có phải mà mớ nhưng mà thịt về toàn nạc, không có mớ đâu. Đúng rồi, lợn. Phải có mớ mớ đi không con. Cái này bây giờ thái miếng như thế này nhỉ? Thái miếng dài. Miếng to dài. Miếng dài ra xong là cũng vừa luôn. Làm dài cũng vừa, vì như cái bánh xương gù thì thế này lên rồi. Ừ. Thì nó phải dài dài tí. Nó dài. Được chưa? Ai nhỉ? Trong lần đừng có dày nhá, đều thái đều nhá. Thế em lên đi. Anh. Con này có phèo không? Có cắt lấy phèo nó. Ít quá. Biết tôi lấy em. Quá. Ít quá chắc là thôi. Thôi. Đông người nữa, một người không được một miếng thì thôi nhỉ. Nhà mình ăn Tết chưa? Chưa. Hôm nay chẳng có gì ăn đâu. Thế cũng... có mổ lợn không? Không. Thế mổ lợn không? Không. Nếu có lợn mổ đâu. Chắc mổ mấy con gà nữa. Trên đán dầu 2 không ai mổ lợn à? Không. Mổ gà đó. Cạo nhá mà vàng ra được ấy nhỉ. À đâu cái khô cơ, cái này nó không được điều ấy. Những này cũng được rồi, sạch lông rồi. Sạch là được. Ví dụ này đúng không? Đây. Này đúng không? Đây. Nhưng mà phải đều vào nha. Đấy trước phải đo đi. Trước phải đo nha. Trước phải đo. Cái này nửa phân một. Em thấy bằng 2-3 đồng. Cái nào càng nhiều mỡ càng tốt. Nó mình nấu cái bánh nó mới mềm. Đấy nhá. Cái ba chỉ này là đẹp đấy nhỉ. Tầm này thôi, nó vừa bánh ngủ ăn. À, gói bánh thừa, ông mua bánh ngủ. Tưởng gói bánh trưng mua kìa. Không biết gói. Có nhiều người biết gói mà. Còn em có đứa biết gói. Thì gói không, được. Không, ở bên đoàn này, Vẩn Ngàn có 2-3 biết gói nữa. Không có đâu. Mình biết gói bánh ngủ, đây là bánh ngủ thôi. Ăn này nhá. Mang mình đi, nướng ăn đầy cửa. Đấy là ok đúng không? Thái cái này nhé, thái đều à? Đi mang đi rửa cái là ngon. Còn phải rửa là không còn phải sạch là? Sạch rồi má, cái này sạch rồi. Còn phải rửa cái này sạch mà. Cái này toàn lá này. Thế thái luôn nhá. Thái đi, thái xong mang đi gói được. Cái thằng nạc của tôi nó. Bây giờ không có thì biết làm sao, cũng vẫn phải lấy thôi. Nói xưa này mai.
cái này đi để thái bên này cũng được, bên này tuốt cái móng nó ra nhỉ, chân giò. Miếng chín này, đuôi lợn khô đét nhỉ. Này ngon hơn. Ngon không? Ngon đấy. Xiêm. Hả? Đây chưa chín sao? Chín rồi, con đi cắt bỏ đoạn ngọn kia đi. Lấy rồi nhỉ? Bé quá. Bé quá. Ăn ngọt khe răng chết. Có chấm với cái gì không? Không. Ăn đi, ăn luôn à? Chín rồi. Mình ăn cái đoạn ngọn này trước này. Đoạn này đang chín này, đoạn gốc này là chắc chưa. Con hổ nó còn ngoan sống là ăn đi bé, ăn đi. Ăn đi. Em ăn đi. Không, anh còn. Em ăn đi. Thớt này mỏng nhờ. Có cả hình trái tim nữa nhờ. Ông này chắc ai làm cái thớt này chắc yêu đời lắm ấy. Lúc này nó đang yêu. Đang yêu. Đấy, đuôi lợn này. Thiếu ít cay cay nhỉ. Bỏ anh ăn đi. Em không ăn đâu. Ê, tâm ăn này. Làm một miếng nhưng mà sao đâu mà bỏ một trang ra. Bẩn có sao đâu mà. Đấy, là em làm một miếng em ạ, ăn một miếng. Công em nướng cho em một miếng trước. Đủ vào luôn nhỉ? Ừ, đủ thẳng trực tiếp luôn. Đấy, em thử miếng đi. Em nướng em ăn trước. Miếng bé rồi. Ngon mà. Cứng không? Không, ăn được mà. Ăn cứng à? Em thử miếng. Ờ. Lọc luôn thịt luôn à? Lộn mới sạch à? Kiểu làm này chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ á? Ừ, chưa thấy bao giờ mà. Sạch chưa? Lọc vâng. Tí và lấy vào trong nhà lọc đi nhỉ? Vâng. Tạo sạch vâng. Lấy vào trong nhà. Ngon đấy nhỉ? Lợn đen lợn bản. Như miếng này mới chuẩn nhỉ? Ba chỉ. Gói bánh này miếng như kiểu này là chuẩn nhất này. Nửa nạc nửa mỡ này. Thế, mới ăn nhỉ? 300 cái à? Mấy trăm? Nhưng mà mỗi cái bánh để bao nhiêu miếng? Một miếng. Một miếng thôi. Như bằng này chất đủ. Chất đủ. Này trong cái mới. Ui, thừa còn hơi thiếu nhỉ, tí thiếu không biết lấy đâu ra. Đấy, làm bánh phải những đoạn này mới ngon. Ừ. Những đoạn ba chỉ đấy nhỉ. Ba chỉ ngon. Mỗi miếng kia được khoảng 50 cái. Rồi mỗi miếng này là một cái. Ở bên sườn lấy cứ ra cắt hai bên sườn chất đủ. Được, tí tao đếm phát này, cái này là bao nhiêu cái rồi biết. Mỗi mấy sườn các thể được 50 cái rồi. Tình hình là tí nữa nó không đủ để cắt thế này. Ngon, cắt nó miếng to, 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 miếng to
chuẩn bị thành phẩm đấy. Cứ thái miếng xiên này không rồi đi gói được bao nhiêu thì to nữa à? Đi sao? Chọt tiêu nhớ này. Thôi. Cho đi. Tí nữa không tí nó nhạt quá, bởi vì gạo có ấy đâu, san cho chị ít nữa. Chị ít lấy cho chị. Mình còn phải tính cả gạo nữa cơ mà. Được mà, mình còn đun mà. Đây này, cứ tưởng nhiều ở đây này. Thế chúng ta để nó sao? Chị đếm từng miếng, mỗi cái từng miếng em, chị đếm em. Đấy gần 200 miếng rồi mà. Không có gần 200-300 miếng này. Đấy chưa, chị đấy chưa? Cái sơn móng tay bây giờ bong hết cả sơn móng tay. Đây là một phần đây này chân kia để hộ lau lá đi. Mặt này tí nướng cho vào rượu được nhỉ? Đúng rồi. Mặt với gan. Đây. Nướng kiểu này. Cứ nướng như thế rồi. Cứ nướng xa xa lửa ra rồi. Đổ mất. Thì cái này căng xuống đấy. Mặt này căng. Xương sẩu đây hết rồi. Đấy, xương tí là nấu canh. Không biết nấu canh gì nhỉ? Xương đấy. Rau cải à? Đu đủ á. Đu đủ à? Ừ. Xương này nấu đu đủ thì ngon rồi. Rau này được đấy nhỉ? Rau này cũng được. Dao này chặt được đấy. Hợp các loại xương ở đây hết rồi. Dạ. Nhiều nhờ. Đây, nấu canh là thao rồi. Cho mấy 4 quả đu đủ vào nữa là được rồi. Đó, có điều xe tấn đồng có tôi cũng là đừng xe tấn đồng không? Đây là tim với gan à? Nướng nghe ăn nóng mới ngon. Cao cao than ra. Mạnh cao than ra. Cao than ra nướng nó mới chín nhanh được. Đúng rồi. Cái lò kia bây giờ bếp đang đóng này. Cho ấy cho cái cục kia xong là để cạnh được mà, không cần cho lên trên đâu mà. Để cạnh bếp được mà. Nó chín dần là được. Thì ăn được rồi đúng không? Cái này chín hay sao? Ăn thử đi. Anh thử. Không, ăn đi. Em đầu tiên đây à? Em bé mà. Không. Em ăn trước đi. Để anh ăn. Không, anh không ăn. Ăn đi, ăn một miếng đi. Sợi tôi chín. Chín rồi. Miếng bé kia chín rồi mà. Cắt, cắt cho nó bé. Lòng theo dạ dày cho hết vào đây à? Luộc à? Luộc, cái nó cứng cứng lại. Đi cắt cho nó bé. Đun bếp lên nhỉ? Kia là dây, dây dựa, dây rừng. Sao là hơi nóng quá là thái rồi. Cái này.
Ai dùng thân được rồi tâm được cũng không trả. Hôm nay đủ gói bánh nó mệt rồi. Em cứ đặt lên trên là được mà. Cái này để đây. Cái này luôn nhỉ. Đấy. Không đi không lại đâu mà. Đây đây bát. Ngon không? Ngon lắm. Đây là đuôi không? Đây đuôi đây. Ăn như thịt lợn đây nhỉ? Nó nhìn em ăn như kiểu ăn đuôi lợn đấy. Cái này bằng cài nhìn nó ngon. Nhìn con tê tê. Lúc ăn mới biết là mặt ai ra mà ai nhỉ? Chắc là bằng nhìn nữa rồi. Đây là nhân tiết canh nhá. Mà bất tỉnh thôi. Chặt rung hết cả nền nhà. Đây canh xương đây. Tí thả đu đủ vào là được. Nồi xương này hơi bị siêu to đấy nhỉ. Anh nhỉ. Cái này phải luộc qua xong rồi thái lên nó mới dễ thái nhỉ anh. Nó cứng. Nó thái dễ. Tí đảo với dưa chua. Dưa xem tí có tơ chua chưa đủ á. Không thì lá chanh thôi nhỉ. Trên này chắc lá chanh thôi. Dưa chua ở trên này hiếm lắm. Đoạn này là ngon nhất này. Đoạn này. Đoạn này không ăn được đâu. Cái đoạn này rất đẹp. Đoạn này có độc đấy. Đoạn này có độc lắm mà. Độc. Dần dần chín của anh nhá. Thì ai gặp đến thì sợ có đông thì bảo đây nhé. Cái nào thái, lúc nào thái cho anh nhé. Đừng toàn ướt thôi. Thế vậy à? Ăn món này không? Gì đấy? Ngon lắm. Cái gì? Hơi bí mật một tí. Nhưng cái nhưng mà có ăn không? Ừ, thì đói thì phải ăn thôi. Đói ăn à? Ừ. Có gì đấy? À, mời bạn nhá. Cái gì này? Ăn chim. Cái gì? Chim ơi, chim lợn. Chim lợn này á? Ờ. Ô. Thế à? À ăn đi. Ôi trời ơi, ngày xưa nghiến răng ăn nhưng mà bây giờ hết nghiến răng rồi không ăn đâu. Ăn đi, khoan đi, khoan đi bỏ cho chó phí lắm. Phải nói là không ăn nhà không nuôi chó chứ, vẫn dậy. Thế ăn đi. Ừ, ăn đó. Mật này nó đắng lắm đấy nhỉ. Mật nướng gan này nó đắng lắm. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Nhưng mà anh em mình có 3 người thôi, chia mỗi người một miếng. Nào. Đấy, mà bé thôi để anh em. Mê 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 mê. Ngon quá nhỉ. Nóng hổi. Nằm một miếng chứ. Ngon thế. Nóng hổi, nóng hổi. Ăn cẩn thận cắn lưới tự tử nha. Nóng à? Nóng mới ngon. Em có thấy nóng đâu nhỉ? Thèm quá. Đấy, ăn lại có cái gì ăn đây rồi. Ở đây đây đây. Thèm đây, đây. Món ngon anh ạ. Chim. Chim nướng. Đây cái này cả lợn rơi. Đây, họ già lại không được ăn chim. Họ già có được ăn chim.
không có cái chậu ở đấy, chậu múc một phát cho nó nhiều nhiều. Quá ngon nhỉ. Chia nhau với ông Hiến. Cho mày ăn trước nhé. Không có ớt nhỉ. Quá ngon. Đâu anh em. Vâng anh, anh em ơi. Ăn mày nhá. Ơt này. Ui trời, thiếu gì ớt. Anh em. Này. Ui cho mày thích chanh bắp ạ. Đúng rồi. Chanh vào. Ui cho chanh vào. À đúng rồi. Ăn nó đúng vị. Chanh hạt tiêu các kiểu đảo. Có khi hết mẻ này chúng ta lại nướng tiếp nhỉ? Vừa nãy là nướng cái này này. Đúng không? Đây này. Hả? Nướng cái này đó. Ờ đúng rồi. Đấy nữa. Thì nướng đi, lúc nào hết thịt thì thôi. Mình thích làm bếp rồi đấy. Đây đây đây, nướng về đây nướng luôn. Ờ đấy đúng rồi. Thế kẹp thêm ít thịt nữa. Tí thiếu. Dầu nhà kho. Ớt đi. Ra cho nó chín nhanh đúng không? Dầu nhà kho ở nhà bếp nhỉ. Sóc 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 lên. Được đấy nha, ngon đấy. Ui, làm thế này chắc toàn đây Việt Nam đấy. Việt Nam đấy. Sóc 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 sóc. Ok, ăn xong đi đáy luôn nhé. Thôi chắc, mời anh em nhé. Siêu phép anh em đấy. Ừ, ngon rồi. Ăn xong cầm xin đi đáy luôn. Ăn đó, ăn đó, ngon lắm. Chiến đó, ngon lắm. Ăn chút, ăn chút. Ngon thật. Vừa nướng xong ngọt. Mời anh em đi. Mật là ngâm rượu luôn nhờ. Cắt cả gan xuống luôn à? Không nhiều. Hết rồi, khô hết rồi. Rượu nhiều không? Ừ, thế được. Cho cả ớt à? Rượu tần đấy được chưa? Rượu ớt đấy. Ấy, đi hết rồi. Đó, khô hết rồi. Không, mình nướng nó ngót xuống rồi mà. Nó ngấm vào cái gan này hết rồi. Cắt ở giữa mắt đi. Bộ đồ nhớ thả xuống đi. Đấy, anh thả xuống đi. Nó gì nó đấy đấy. Không, nhưng mà vẫn phải thái cái này chứ. Không thái đâu. Không thái chứ, không thái đi ăn kiểu gì. Không ăn đâu mà. Để ăn thôi. Cái này uống thôi. Cái này chọc chọc sợ không được ăn thôi. Ai ăn cái này? Chúng ta để xem chứ. Ăn thôi cái này đi. Cái này khỏe à? Tí sầu cái này. Cái này nhà có ít xả nấu không nhỉ? Dạ? Có ít xả nấu. Sao với chồng mà chưa chưa được lại nhá. Chưa có cái nhà nữa. Thật rồi cũng có đấy. Học quá. Học quá có nhưng mà còn chưa chưa. Không, chưa chưa. Đấy. 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 Ai được có cắt được cho đi. Món này đặc biệt đó. Rượu thốn đấy. Vàng 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 vàng. Tao em xem cắt cơn một ngụm đi. Ui không. Tao không không. Đây lúa rồi, đây lúa đây. Một lúa thôi. Có nhưng cả gan à? Ừ, gan mật nướng xong là thái xong là cho vào. Nè, cho thử tí em. Ngâm rượu xong uống. Ê, cho thử cái này. Cái này được chưa? Thử cái này chưa ra. Không, thử cái này thôi. Đây 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 đây. Thế lấy cốt thử luôn. Thử luôn mà ngụm được mà, có sao đâu ba. Đi thôi. Uống tốt mà. Đi. Uống này giải nhiệt thanh lọc cơ thể đấy. Không sợ bị rét. Búa này. Thấy chưa? Ngon chưa? Búa đâu mà. Được đấy. Đồ ngon đấy, bảo bạn uống. Cho một tí ớt vào. Cho ớt vào đây em. Nhưng này có chanh rồi. Được rồi. Đây. Ai ăn thì gắp. Rồi được rồi. Cái này ăn này là thái tí xào à? Anh nghe em một tí. Tí làm cái lộn với cái lòng nhé. Xào cái lòng, xào lá chanh. Lòng gan tim phổi lên lộn hết rồi nhờ. Cái này không thái à? Tí xào với lá chanh nhá. Thì xào á? Cái này thì xào phải thái chứ. Lòng dạ dày gan phổi các kiểu con đà điểu luôn. Tổng hợp hết vào đây. Chào chị. Không kiếm được. Thảo quả. Tí cho vào gì á? Ly ở đây. Cho vào nhân thức canh à? Lấy trên kia bày à? Vâng, bày trên kia. Đây chẳng qua nó là tập thể. Từ bên cái bếp thì nó thiếu rồi. Chờ lỡ giờ là. Thảo quả vào nhá. Thảo quả vào, nhân thức canh. Ở đây.
đảo đều cái là được đấy anh nhỉ. Đấy nó kêu nhân cái canh này xào đến lúc nào nó kêu tách 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 là được đúng không anh? Ừ. Chuẩn không? Chuẩn đấy. Không cần nhiều gì hả? Đu đủ cho vào canh xương lợn. Cái này phải 5-6 quả rồi á? 5 quả. 5 quả? Vâng. Canh xương nhiều vào nhờ. Vâng. Chặt ngang chặt dọc các kiểu. Hào đấy đúng rồi. Đầu bếp bán dầu thật. Nó bé quá mình không đảo được. Ngắn quá nhờ. Cho cả tiết vào cả. Cho cả tiết vào rồi. Cái nồi lên phành ấy nhỉ. Cái nồi này làm được tầm 30 mâm. Canh nhiều quá xương, một con lợn nhưng mà. Xương là con lợn. Được một nồi đấy. Đây là rồi. Ok. Cái này đúng 100 người ăn không hết nhỉ. Nhưng mà tầm tầm này là không hết đâu. Lòng gan xào. Lẫn lộn các kiểu á. Có tạm biết mấy thằng trâu cái gió mày không? Tí nữa xào chín mới cho lá chanh nữa. Vâng. Xào gần chín rồi cho lá chanh vào sau. Đâu anh? À anh nuôi à? Nuôi rồi. Anh à? Nuôi rúi cả. Vâng. Nuôi cái lồng này. Nuôi cái lồng này hơi bé nhỉ? Nó ăn rồi buổi sáng rồi. Anh có cho gốc tre vào cho nó ăn không? Có. Cho ngô vào, cho ngô khô ấy. Không, chỉ ăn sắn thôi. Ăn sắn à? Củ sắn thì nó ăn. Ừ, sắn. Chuối chia các kiểu. Thân, không ăn ổn. Thân từ cái trích này. Cái thân cỏ voi nó mới ăn mà. Ừ, cỏ voi. Cỏ voi này tre này, anh phải cho tre vào. Ừ. Cho tre nếp tẻ vào cho nó cắn, cho nó mài răng mà. Đúng rồi. Mua mới đúng bài của nó. Ừ. Đẹp nha. Ừ. Anh mua con này bao nhiêu? 250 đấy. À. Ừ. Con này được thích quá. Hơn cân nuôi à? Ừ. Con này là tránh nó ra ánh sáng nhá, là nó bị mù mắt. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Thì anh mới phải nhốt vào trong kia. Phải nhốt một chút để đen kia. Đấy nhốt vào không nghèo nó lại kiểm đi mất. Ừ. Nhưng mà lồng sắt này không sợ đâu nhỉ? Lồng sắt này không ra được. Phải chốt một chút để đen này này. Đúng rồi. Thì nó mới ngủ yên được. Con rúi mà nó ra ánh sáng nhiều là mắt nó bị mù ngay. Đúng rồi. Anh Thống đắm trò nhỉ. Vâng. Nuôi cả rúi. Nhà anh được nhiều thóc nhỉ. Vâng. Một vụ là nhà anh được mấy chục bao? Một vụ được 20 bao. 20 bao cả. Vâng. Nhưng mà cái này thì từ năm ngoái có một phần từ năm ngoái. Ờ. Thế là cũng được rồi. Yeah. Vâng. Anh Thống ơi. Cái này là cái gì ấy? Cái này là mớ thôi. Mớ gì? Mỡ bò đây, mỡ bò đây là mỡ dê. Mỡ bò nhưng mà treo lên làm gì để nấu ăn à? Ở cái này là treo lên lúc nào không có ăn thì mình thêm mỡ ăn thì là mình cắt ra. Cắt ra tức là xào luôn là ăn được mà. Đấy. Treo này là nó không bị hỏng. Không hỏng đâu luôn. Treo cái này. Lúc nào không có thì bắt đầu cắt xuống. Ừ, không có thì cắt xuống. Thì xào thức ăn. Ừ, xào thức ăn luôn. Đây là mỡ bò. Ừ. Còn đây là dê. Ừ, đây là mỡ dê. Ạc nhờ. Mình cứ tưởng các bạn hoa. Nhưng mà cái này phải xào xào rau cải thì mới ngon được. Cái này nếu mà xào các thức ăn thì ngon mấy được. Xào với rau cải là ngon được. Ăn được. Em tưởng là cái bát nhựa luôn. Hóa ra xoay một vòng mới biết rồi. Treo. Cái này nếu mà xào các thức ăn nó không ngon đâu. Nó cái mùi của nó phải treo con người ăn đấy. Cái này nếu mà xào rau cải thì thằng nó cũng thích. Kiểu nó ngon. Thế nhỉ. Ừ. Thì xào với rau cải ăn phải ăn nóng, ăn hôi nó cũng chẳng ngon. Nó hôi chứ, đúng không? Nó hôi, mùi của nó ấy. Tùy theo người thích. Thịt lợn xào nhá. Thì cho ít gừng vào. Cho vào cái bếp này nó khô hẳn. To quá mà. Đấy, tầm này vừa mà. Thịt lợn phải to đúng không? Thế to, miếng nào miếng đấy luôn. Cục nào ra cục đấy. Đây, thằng nào không được thì thôi, chậm tay hết. Nhanh tay thì có, chậm tay thì hết. Chậm tay hết, mà chính chậm. Không, tầm này là bình thường mà. Nhà. Ừ.
giờ thì như thế. Ly ở đấy rồi, mang lên không? Bây giờ lại xong đi à? Mang lên lên nhé, ở phía nhà đừng có xong cái khác nha. Chuột tăng lại thơm nhỉ, mùi lá chanh. Đi lên dần đi. Đi lên cả canh cũng bên lên đi. Đều hết chưa? Đều rồi. Chanh Thăng Phước. Quả là chanh Thăng Phước luôn. Cơm chín rồi đấy. Đấy, 10 canh siêu to khổng lồ, 100 người ăn không hết. Đúng rồi. Ôi, nặng phết đấy. Nồi này nồi 100 nha. Cùng đoàn. Thịt này được tuyệt mới nhỉ? Đấy, chú thử mở ra rồi. Ui, được rồi, chú đảo vào nóng hổi rồi. Cơm chín rồi. Đúng rồi, vừa chín rồi nhỉ? Chín rồi ạ. Thấy được rồi. Xem cơm này. À, được rồi nhỉ? Được rồi, được. Xoay cho nó thêm 2-3 vòng nữa. 2-3 vòng nữa. Mở thử cái này. Ừ, thử. Thấy chưa? Ừ, đảo qua tí cho nó khô đi. Nó vẫn còn hơi ướt ướt. Lên. Rồi, nó khoảng tính là được.